Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin Tây Nguyên. Tại Pleiku, ai cũng biết, danh tiếng của Hoàng Anh Gia Lai với nhiều dự án phát triển kinh tế tầm cỡ Đông Nam Á và cũng được xếp vào hạng tốt sân chơi thế giới. Chúng ta không nói đến các dự án khác như phục vụ khách sạn hay trưởng phòng tổng giám đốc. Người Tây Nguyên không có cửa rồi. Ai cũng biết rằng Ông Đoàn Nguyên Đức là ông chủ Hoàng Anh Gia Lai, sinh năm 1962, với khối tài sản năm 2011, 11.000 tỷ Việt Nam đồng, nhưng tài sản chưa công khai, không hề ai biết. Người dân Tây Nguyên chỉ mong mỏi làm vệ sinh sạch sẽ cho các công trường hay công viên đã không dễ dàng như chở bàn tay rồi, nói làm gì công việc phục vụ trong khách sản hay chỉ đơn giản trở thành công nhân cao su và các công ty khác của ông đoàn nguyên đức thì đã không dễ dàng rồi trong khi đó dự án cao su đã nói ngon nói ngọt với người dân tây nguyên rằng là phục vụ cho bà con xóa đói giảm nghèo sau này cây cao su lớn lên rồi cho ông cho bà cho con cho cái làm việc để mà có tiền lo cho cuộc sống gia đình ai ngờ cao su đã lớn mới chục năm nay, không có phần trăm, không có một phần trăm người dân tây nguyên để được tuyến vào công nhân cao su, ngay cả câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai không có một ai người tây nguyên được chọn vào. Trong khi đó, đất đai canh tác trồng trọt của người bán địa tây nguyên và rừng tự nhiên như cửa sổ Herbert Cup chất vấn với bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cũng vì lý do rừng bị chặt phá và cây cao su lại là thay thế rừng nguyên sinh, trở nên hậu quả khó lường là ô nhiễm bởi chất độc cao su, thời tiết thay đổi hoàn toàn, 10 giờ đêm rồi vẫn 38 39 độ C kèm theo hậu quả mẹ thiên nhiên sạt lở lũ lụt bởi thiên tai, nạn phá rừng bởi kiểm lâm không có trách nhiệm và chặt phá rừng bẫy xây dựng thuế điện, ôi thật là kinh khủng quá. người dân tây nguyên ngược lại cánh thay mọi hậu quả vì thiếu vật chất phương tiện, đặc biệt ông đoàn nguyền đức không có quan tâm đến, thậm chí vàng bạc đã quý của người tây nguyên bị cướp và trộm cắp đi hết rồi. nói tóm lại người dân tây nguyên bị lợi dụng thì đúng hơn, họ đã đẩy người tây nguyên không có chỗ trồn. người dân tây nguyên thì tốt thật chào đón bà con bạn bè từ phương bắc xuống tây nguyên làm ăn canh tác đất đai thậm chí miếng các khô chai nước mắm là có thể kết nghĩa được rồi ai ngờ cũng chỉ vì một con cá khô một chai nước mắm cả đời người dân tây nguyên trả giá rất đắt biểu tình đòi hỏi quyền lợi người dân mà bị trấn áp mạnh mẽ và bỏ tù đến chết ông đoàn nguyên đức của hoàng ngân gia lai đã là một chủ nhân doanh nghiệp còn độc hại hơn nữa chính ông đoàn nguyên đức đã từng cho mình là bang chủ cái bàng thầu tóm đệ tử bẫy tiền của tài sản đã thu lượm được chính tại tây nguyên bản địa ông ra lệnh cho đệ tử giết hại người dân tây nguyên thời biểu tình năm 2001 và năm 2004 ý đồ của ông cho đến ngày hôm nay gây hại cho người dân tây nguyên chết dân chết mòn người dân tây nguyên không có ý đồ chia rẽ không có ý đồ có phân biệt nếu chúng ta sống tốt với nhau, nếu đã có ý che rẽ từ đầu đã không chào đón rồi. Năm 2020, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị bêu tên trên các cơ quan truyền thông quốc tế như là một nhà đầu tư điển hình của Việt Nam có các hành động hủy hoại môi trường và xã hội tại quốc gia mà mình đang đầu tư. Hôm ngày 29 tháng 5, năm 2020, Nhật Báo, South China, South China Morning Post, SCMP, đăng tải bài viết có tựa đề Một tập đoàn Việt Nam có liên kết với World Bank bị cấp buộc tàn phá đất đai của người bán địa ở Cambodia và Tây Nguyên. Bài viết đưa tin các tổ chức nhân quyền cáo buộc Hoàng Anh Gia Lai lợi dụng đại dịch COVID-19 để phá hủy khu nghệ trang vùng đầm lây và khu rừng già của người bán địa tại tỉnh ratanakuri ở cambodia trong dự án làm đồn điền cao su mặc dù các cáo buộc này không nhắm đến world bank ngân hàng thế giới nhưng tên của nó lại xuất hiện ngay trên tựa đề bài báo đủ thu hút sự chú ý vượt ra ngoài phạm vi của việt nam và cambodia để trở thành một đề tài của cuộc tế world bank vào cuộc LSCMV cho biết Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được khoản vay từ VPBank Bank và TP Bank là hai tổ chức tài chính tư nhân Việt Nam do Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC thuộc World Bank đầu tư. Dù quan hệ của IFC với Hoàng Anh Gia Lai chỉ là mối quan hệ bắt cầu, nhưng trước cáo buộc này, IFC cho biết họ đang tiến hành xác minh sự việc. Nếu IFC được xác nhận rằng một đối tác đã không tuần thú các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội thì IFC sẽ nêu ra vấn đề và tìm cách khắc phục. IFC xác nhận trong một tuyên bố trước đó hôm 25 tháng 5, tờ Phnom Penh Post có bài viết Công ty Việt Nam phá hủy đất bản địa nói rằng theo một thỏa thuận hòa giải năm 2015 thì Hoàng Anh Gia Lai phải trả lại vùng đất rộng 742 hecta cho cộng đồng người bản địa ở tỉnh Ratanakuri, tức là người dân Chirai đang sống ở tỉnh Ratanakuri là người bản địa. Thế nhưng lợi dụng thời điểm đại dịch Hoàng Anh Gia Lai lại tiến hành xa, san úi và giải phóng mặt bằng theo lời cáo buộc trong khi cộng đồng chờ đợi sự phê chuẩn chính thức của Bộ Nông Lâm và Thủy sản về việc trả lại khu đất đã bị trì hoãn do dịch COVID-19, thì tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã săn ủi hai ngọn đồi, vùng đầm lầy, khu vực săn bắn truyền thống và khu nghĩa trang. Một đại diện cộng đồng người bản địa, người Trai ở tỉnh Ratanakiri, nói với Phnom Penh Post, cũng theo tờ báo hàng đầu Cambodia. Cambodia này dẫn lời ông Srey Vuti, phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp nước này cho hay đã có một số bất đồng về diện tích đất được trả lại cho dân làng. Sai lầm nhỏ, hậu quả to. Đến lúc này, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa lên tiếng phản hồi về các cáo buộc khi nhật báo SMCP. Có đề nghị bình luận qua email. Trong nhiều năm qua, một chiến thuật khá hiệu quả mà các nhà hoạt động Cambodia đã sử dụng để chống lại các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đoạt đất đai của các cộng đồng bán địa người Troy ở Cambodia, là họ sẽ đánh vào các mối liên hệ của nhà đầu tư. Như trong trường hợp này, nhắm vào IFC thuộc World Bank là một ví dụ. Dù IFC đã cho biết là họ không có mối liên hệ tài chính trực tiếp vào với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng mà IFC đã đầu tư vào VP Bank và TB Bank, mà hai tổ chức tài chính này lại cho Hoàng Anh Gia Lai vay vốn làm dự án cao su, nên IFC không thể khoanh tay đứng nhìn được. Với trách nhiệm xã hội và các nguyên tắc phát triển bền vững, trong đó có việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền buộc IFC không thể đứng ngoài cuộc mà phải đưa ra lời hứa. Nếu ra vấn đề và tìm cách khắc phục, có vẻ như Hoàng Anh Gia Lai đã không rút ra được bài học trước đó từ Global Witness, tiếp tục phạm sai lầm khi đơn phương rời khỏi cuộc đàm phán với cộng đồng bản địa người Trai tại Cambodia, Ratanakiri, vào tháng 3 năm 2019, sau đó tiếp tục tiến hành việc san ủi, không trả lại đất cho người bản địa người Trời tại tỉnh Ratanakiri, dẫn đến việc các tổ chức nhân quyền khác lại phải vào cuộc. Ôi, thật là ghê tởm nhỉ. Việc đúng hay sai về pháp lý trong cuộc tranh chấp này đôi khi không còn mang nhiều ý nghĩa về bên cạnh nó sẽ là sự phản ứng của công chúng đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nhân quyền niềm tin của đối tác trong kinh doanh và giá trị doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng trách nhiệm xã hội một khi trở thành một doanh nghiệp đáng ghét chiếm đất phá rừng trở thành thương hiệu thương hiệu liệu hoàng anh gia lai có đủ sức tồn tại trong thế giới phẳng của thông tin hay không đây không phải là lần đầu tiên hoàng anh gia lai bị tố có hành vi lấn chiếm đất đai, hủy hoại môi trường và xã hội ở Cambodia. Trước đó, tập đoàn này đã bị đeo đứng bởi cáo buộc của Tổ chức Nhân quyền Global Witness trong báo cáo vào tháng 5 2013 có thư đề các ông trùm cao su cách thức các công ty Việt Nam và các nhà tài viên quốc tế đang tiến hành cuộc khủng hoảng chiếm đất tại Campuchia và Lào. Sự cáo buộc lần này cũng đến từ các tổ chức nhân quyền đó là tổ chức Equitable Cambodia, công bằng Cambodia và Inclusive Development International phát triển toàn diện quốc tế, theo thông cáo báo chí chung của hai tổ chức này tuyên bố vào hôm 25 tháng 5, nói rằng họ đã đệ đơn chiếu nại lần thứ hai lên IFC và mối quan hệ tài chính giữa IFC và Hoàng Anh Gia Lai thông qua các nhà đầu tư tài chính trung đàn của Việt Nam là Bank và VPbank Nếu như trước đây, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai được không ít người xem là thánh địa của sự cứu rỗi, sức lao động cho đa phần cư dân nghèo Tây Nguyên, thì bây giờ nó được xem là thủ phủ, tống hành dinh của một trạm lâm tặc lớn nhất Đông Nam Á và dự án trồng cao su lấy mũ, lấy gỗ, một dự án nông nghiệp tràn trề, hy vọng trước đây thì bây giờ trở thành một đống nợ kinh hoàng đối với bà con nông dân tỉnh Nhà Loài. Dưới cái nắng trưa gay gắt của Tây Nguyên, những người nông dân thì hục đào bứng từng chiếc rễ cây cao su để lấy mặt bằng canh tác. Gặp một người nông dân hỏi thăm về tình hình cây cao su ở đây. Người đàn ông chặt 50 tuổi này lấy tay áo quẹt mồ hôi và nói và nói như khóc rằng đây là nỗi khổ lớn nhất của ông từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ ông chưa bao giờ bị dính bột vố quá nặng như bây giờ. Sự nghiệp làm dẫy suốt 30 năm, ba mươi mấy năm của ông cộng với một khoản vay nợ ngân hàng lên đến hơn nửa tỷ đồng. Bây giờ trả thành những đống củi khó chịu. Ông giải thích thêm, sợ dĩ nói nó là đống củi khó chịu vì thời bây giờ cũng ít ai nấu nướng bằng củi để mà bán. Hơn nữa, cây cao su khi đốt lên khói tỏa ra mà mùi khét, khó mà dùng làm củi. Còn bán gỗ thì cây cũng chưa đủ lớn để sản xuất bất cứ gì, chỉ biết đào ra. Để đó, ai chở đi dùng chừng nào, mừng chừng đó, suốt ba tháng trời, thì hục đào bới cùng hai mươi người. Hai mươi người nữa cùng với một chiếc xe múc để giải phóng mặt bằng. Rừng cao su, ông tốn gần hai trăm triệu đồng mà vẫn chưa có được đất để canh tác nhiệt nỗi là xong, vụ dọn cao su này ông vẫn chưa biết sẽ trồng cây gì trên mảnh đất đã càn cỗi của mình dự án trồng cao su lấy mũ là một dự án nông nghiệp tràn trề hy vọng trước đây thì bây giờ trở thành một đống nợ kinh hoàng đối với bà con nông dân tỉnh Nhà lai một người phụ nữ cũng đang thu gom cây cao su ở cánh rừng liền kề cách nơi người đàn ông vừa nói chừng 1.500 m cho chúng tôi biết thêm là kế dự án trồng cao su ở Gia Lai hoàn toàn phá sản. Hàng trăm gia đình nông dân cùng với chục ngàn hecta cây cao su bị thua lỗ, vuốt mặt không kịp. Trước đây, lúc mới trồng rừng cao su, gia đình bà khớp khởi vui mừng khi vay được hơn 300 triệu đồng của ngân hàng để mua giống, đầu tư và hy vọng rằng sau này khi thu hoạch mũ cao su bà sẽ lấy lại được số vốn hơn 50 lượng vàng của gia đình bà công góp mới chục năm nay nhờ trồng tiêu làm rẫy cộng với 300 triệu đồng quay ngân hàng bà cũng ước lượng thu hoạch mũ chừng 10 năm nữa sẽ có lãi mà thôi sau đó chừng 25 năm bà sẽ cho khai thác củ cao su để bán cho công ty Hoàng Anh như Lai vì đây cũng là chiến lược của tập đoàn kinh tế này họ đã khuyến khích nông dân trồng cao su để bán gỗ cây. Nghĩa là bán gỗ cây già cho họ và theo như bà nói thì việc mua tuyến chọn giống cao su cũng có sự can thiệp của họ. Nếu như trước đây 12 năm đi ngang qua quốc lộ 14 đoạn từ thành phố Pleiku đến huyện Chuse sẽ được nghe người ta nhắc nhiều nhất về mũi nhọn kinh tế trồng cao su lấy mũ, lấy gỗ, sự lớn mạnh của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và vấn đề. Tin lành đầy gà thì sau đó 12 năm đi ngang qua con đường này, những câu chuyện lại cũng xoay quanh bao vấn đề này theo một chiều hướng khác nhau. Có câu nói, bó thì thương, vương thì tội, nhưng khi cây cao su đến tuổi khai thác mũ vẫn chưa thấy gì, cạo mới cũng không ra mũ được. Hết năm này sang năm khác lương mũ, chính vụ của cả mới chục ngàn hecta cây cao su chỉ bằng sản lượng mũ lấy vét của vài chục cây cao su ở nơi khác mà thôi. Suốt 6 năm dòng kể từ khi bắt đầu khai thác mũ, năm nào gia đình bà cũng phải còng lưng trả lãi ngân hàng và tiền thuê nhân công đi cạo mũ, năm nào cũng tốn vài ba chục triệu, triệu đồng trả công người lao động nhưng chẳng có kết quả gì ngoài mới giọt mũ lèo bèo trông chẳng ra làm sao cuối cùng gia đình bà quyết định phá cây cao su để đỡ phải bù lỗ suốt 6 năm dòng kể từ khi bắt đầu khai thác mũ. Vì theo bà thấy, bây giờ cây cao su hoàn toàn không có mũ. Nếu để chờ thêm 10 năm nữa để cây đủ già mà ban gỗ cho công ty và ngành nhà lai, thì cũng chẳng là bao nhiêu. Vì trước đây, công ty này dùng gỗ cây cao su để sản xuất. Bây giờ công ty này dùng nguồn gỗ từ Lào và các loại gỗ tốt của Việt Nam trong sản xuất. Hiện tại, gỗ cao su ở Gia Lai không tiêu thụ được vì cây non mà nếu để nó già thì với giá thành chỉ nhích hơn củi một chút nghĩa là từ vài trăm ngàn đồng đến một triệu đồng trên mỗi mét khối thì cả rừng cao su cũng chỉ lới vài chục triệu đồng tiền bán gỗ chẳng thấm vào đâu nếu để nguyên một rừng cao su rồi chờ đợi thêm cả chục năm để bán được vài chục triệu đồng trong khi phải còng lưng trả lãi ngân hàng và trả tiền thuê nhân công lên đến cả vài trăm triệu đồng tính kiểu gì cũng ra một đáp số là nhắm mắt mà phá sạch cao su cho ránh của nợ sau đó trồng một thứ cây gì đó để gỡ được chừng nào hay chừng đó tây nguyên là đất của cao su chưa bao giờ thất bại mãi cho đến khi nhà nước nhúng tay vào làm dự án rầm rộ tuyến chọn giống và bán cho nông dân trồng thì thất bại đỗ nợ trầm trọng cánh rừng cao su trở thành rừng nợ. Ngoài hai người nông dân yêu cầu giấu tên trong câu chuyện vừa kế, có hàng trăm nông dân ở Gia Lai lâm vào nợ nần, khốn đốn vì cây cao su. Theo một người nông dân cũng yêu cầu giấu tên. Giấu tên khác cho biết thì nếu như đừng có dự án cao su, chỉ cần trồng đậu xanh, đậu phộng hoặc gieo mè trên diện tích đất này, mỗi năm cũng cho ra khoản tiền, khoản tiền vài chục triệu đồng mà khỏi phải nợ nần, chồng chất, mất trắng tài sản. Ông này tức tối nói thêm rằng đất Tây Nguyên là đất của cao su. Chứ bao giờ thất bại, mãi cho đến khi nhà nước nhúng tay vào. Một cán bộ lâm nghiệp Vì hưu yêu cầu giấu tên cho biết là trong dự án cây cao su ở Chư C nói riêng và Gia Lai nói chung, lẽ ra đã thành công nhưng vì nó đã bị chấm mút quá, nhiều đẽ rồi phải nhập loại cao su giống có giá rẻ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.